May quá, vẫn có người mọc rễ trong mạng nhện ở đây. Anh theo dõi tôi đi à? Tại sao tôi cứ phải giải thích cho cái sự tình cờ này nhỉ? Lúc nãy tôi đưa bé Cammy đi sang nhà ông nội, tình cờ đi qua đây, thấy em đang ngồi ở đây rất ra vẻ mọt sách. Em có biết thế nào là khi ta mong muốn và thiết tha một điều gì nhất thì cả vũ trụ này sẽ hợp lực lại để giúp ta. Đấy, nó giống như bây giờ, cả vũ trụ đang hợp lực lại để giúp tôi giữ chân em. Anh mà cũng đọc nhà giả kim cơ à? Nếu như những gì trong sách vở nói mà linh ứng ấy, thì tôi nghĩ anh đã banh xác từ lâu rồi. Vì ngày nào tôi chẳng muốn băm anh ra mấy lần, mà tại sao vũ trụ lại không hợp lực nhỉ? Minh hung hãn ngày nào bây giờ lại trở thành Minh ham học à? Tôi cũng biết về Hán tự đấy. Cần tôi cho vài đường cơ bản. Đến lá lốt, lá ngón, rắn độc hay rắn không độc, anh còn không phân biệt được. Thế mà anh còn định ngồi đây khoác lác là anh phân biệt được chữ Hán với chữ Nôm à? Thế việc tôi quen một chuyên gia Hán Nôm của viện thì chắc không phải là khoác lác rồi. Sao? Có muốn theo chân Giai Đẹp đi gặp chuyên gia không? Giai Đẹp á? Yes. Tôi nghĩ là anh nên bớt ảo tưởng về bản thân đi. Với lại, tôi đã là trâu già răng rụng rồi. Thế cho nên tôi cũng không muốn nhai thêm bó cỏ già sơ xác như anh đâu. Ok. Nếu như vẻ đẹp trai của tôi không có tác dụng thì tôi đành phải dùng đến bảo bối của mình vậy. Tôi nghĩ là anh nên về để cho tôi còn làm việc. Ở nhà tôi có cuốn Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư bản viết tay. Cuốn gì? Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư của cụ Tuệ Tĩnh. Sao? Thật không? Nó thật như kiểu cô là fan của cụ ấy. Sán chưa? Cho tôi mượn nhá. Một tuần thôi. Có điều kiện. Chỉ cần không phải là hẹn hò yêu đương, anh muốn gì cứ nói. Một bữa tối ở nhà do chính tay em nấu. Tôi sẽ mang sách sang. Anh có thể gửi ở văn phòng cho tôi cũng được mà. Không. Đây là điều kiện. Một bữa tối ở nhà chính tay em nấu. Chơi không? Chơi. Sợ gì? Chỉ là nấu ăn thôi mà, có phải là giết người đâu. Chơi. Tốt. Có chí khí. Mời anh vào. Dạ, chào chào cô. Mẹ ơi, đây là... Cháu sơ ý quá. Cháu tới thăm cô. Cháu có chút quà biếu cô ạ. Người đâu mà khéo thế chứ Lệ. Cô xin à. Ôi trời ơi, con này nặng quá. Lệ còn tâm lý thế. Này, thế là đã qua được cửa ải số 1 rồi đấy. Có biết cửa ải số 1 là gì không? Dạ... It's me! Nice to meet you. Ôi dồi ôi. Còn cửa ải thứ 2 ấy, tức là cơ đổ đứa con gái dở hơi của cô, thế là xong đấy. Mẹ ưng, mẹ ưng. Dạ, đúng là phải là một người phụ nữ tuyệt vời như cô thì mới có thể sinh ra được người con đặc biệt như em Minh đây ạ. À.
người đâu mà bên ngoài thì đẹp trai, bên trong lại nhiều tiền mà lại nói những câu sâu sắc thế nhở? Mẹ ưng lắm con ạ. Chị ơi! Ê, con đây. Chào em. Là anh ạ. Chào anh rể đi con. Chào ông cả nhà. Ôi anh Phúc. Cô ạ. Anh, em tưởng hôm nay anh có công việc với chú Quân nên em mới không gọi anh sang. Ngú chi? Lại bảo anh Phúc mang rượu sang đấy à? Này, đang bị đau dạ dày nên tuyệt đối không được sử dụng bất cứ thứ gì có cồn, nhớ chưa? Biết rồi. Chào anh. Chào anh. Có vẻ chúng ta có duyên với nhau nhỉ? Căng thẳng quá nhỉ? À thôi, bắt tay nhau thấy đủ rồi nhá. Ê, anh em đi vào đây. Vào đây ăn uống nhá. Vào đây, ngồi đây, ngồi đây. Ngồi đi, ngồi đi. Tất cả mọi thứ này là cô làm hết đấy. Cũng vất vả lắm đấy nhá. Cái này là cô cũng rửa này. Cái này là cô cũng pha này. Cái này là cô cũng dán này.